Thưa quý vị, chiều nay ngày 28 tháng 9 thì Bí thư Quận ủy Quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Hải đã thay mặt Quận ủy ký thư xin lỗi tỉnh Cà Mau vì phát ngôn của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Nhất Đoàn Ngọc Hải có liên quan đến địa danh U Minh tỉnh Cà Mau. Trong thư xin lỗi, Quận 1 nêu rõ, phát biểu là sự lỡ lời, không xuất phát từ suy nghĩ của ông Đoàn Ngọc Hải và tập thể Quận 1 về bất kỳ sự so sánh, đánh giá nào có tính hạ thấp địa phương. Đó chỉ là lời nói bột phát trong lúc nóng nảy nhất thời giữa cá nhân người thực thi công vụ với cá nhân người vi phạm. Tuy nhiên, điều này có thể gây ngộ nhận. Đồng thời, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm. Trước đó, chiều 21 tháng 9, khi giải thích với một tài xế vi phạm lòng đường vỉa hè trên đường Võ Văn Kiệt trong lúc ra quân dẹp vỉa hè, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Hải nói: "Sống ở Quận 1 là phải biết luật, chấp hành luật, còn không thì về rừng U Minh sống." Sau phát ngôn này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đã có công văn đề nghị ông Hải nói lại cho rõ để định hướng dư luận.